khó khăn. Trước đây đồng bào sống du canh du cư, hiện tại có 170 hộ chủ yếu là đồng bào Mông, 100% phụ nữ không biết chữ, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế. Trong dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Giang còn trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách ở vùng cao Vân Hồ, tỉnh Sơn La.